Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com sẽ giới thiệu thêm cho các bạn mẫu sản phẩm BD058 mới ra mắt, một màu nâu đen. Và kỳ trước thì giày nam.com đã giới thiệu đến các bạn một màu đen rồi đúng không ạ? Lần này thì BD058 vừa sản xuất ra một dòng nâu đen rất là đặc biệt, giúp các bạn dễ kết hợp quần áo, đặc biệt là kaki và jean. Một kiểu dáng thanh lịch trẻ trung của dòng BD058 này được sử dụng bằng 100% da bò, mềm mại và êm ái, độ đàn hồi cao. Toàn bộ phần trong giày, lót giày, đế giày đều được sử dụng bằng những nguyên liệu cao cấp. Đế giày được đúc từ cao su, mềm mại, êm ái và cực bền, cùng các đường chỉ tạo viền. Hai đường chỉ chạy viền xung quanh đôi giày này đem lại sự trẻ trung cho đôi giày thể thao đúng không ạ? Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912 698 523 để tìm hiểu thêm về sản phẩm 058 này. 058 có hai màu đen và nâu. Chúc các bạn có nhiều sự lựa chọn cũng như là có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.